tiên. Tổng số tiền là 4.004.000, còn mua quà là hết là 996.000. Đây là số quà là hai bao gạo gạo dẻo ngon, hai thùng sữa, thùng mì, 20 quả trứng, một chai rau ăn to, một chai nước mắm, mới là một gói bột ngọt. Đây, rồi. Bà ơi, bà nhận được số tiền của anh chị Hào Tâm đã gửi ủng hộ cho hai ba, thì ba có gửi lời cảm ơn gì đến nhà Hào Tâm ở xa đã ủng hộ cho ba không? Như là ba Tôi cho hai ba ba băng nói trước, cảm ơn trước rồi. chị cảm ơn ba Chỉ được à, ba cảm ơn ai hết, cảm ơn các anh chị Hào Tâm ở xa. ba cảm ơn các anh chị Hào Tâm ở xa, Hào Hào Tâm Tâm ở xa, trong trong nhóm mà tuổi trẻ Long trong Khánh. nhóm tuổi trẻ Long Khánh. Dạ rồi, bác nói đi rồi. Nói tỷ gì Cứ cảm ơn, có mình mình có cảm cảm ơn ơn lời chứ, cảm ơn mình cứ nói ừ, thoải mái thôi. rồi thoải mái tí. Tôi à, ba là cảm ơn các quý vị ở xa xôi mà giúp cho tôi cảm ơn mãi mãi. Sống ở dương gian tôi cũng cảm ơn, mà chết qua âm phủ tôi cũng cảm ơn. Mình nhận được số tiền thì mình mừng lắm không ba? Mừng lắm, nhận được số tiền Được của các quý quà. vị gửi cho tôi mừng lắm, mừng hết đời tôi ở trần gian. Qua âm tôi cũng vẫn mừng, tôi cũng vẫn cảm ơn ở bên âm nữa. Còn Cảm ơn anh chị ở xa xa xôi mà gửi qua, gửi cáp, gửi tiền lên cho tôi cảm ơn các quý vị ở xa ấy, cho giàu sang phú quý hơn nữa. Rồi, cảm ơn ba nha. Rồi đến ba cô khỏe, ba gửi lời cảm ơn gì đến. Như hai ba là cảm ơn anh chị các cháu các cô chú ở xa có tấm lòng nhân đạo, thương người nghèo khổ, là bớt hay là bớt là ăn bớt mặc, bớt tiền ăn bớt tiền mặc để mà ủng hộ cho hai chị em của tôi đây, là hai ba cảm ơn lòng hảo tâm của những người anh chị các cô chú các cháu ở xa nhiệt tình giúp đỡ, cảm ơn nhiều. Và lời cuối cùng là hai ba là chúc chúc tất cả những người có lòng hảo tâm giúp đỡ hai ba đây là an khang thịnh vượng, làm ăn phát đạt, làm giàu làm có, là hai ba mừng. Rồi. Mình đi làm gì về? Đi làm cỏ mới về, Làm cỏ vườn để trồng làm cỏ rau vườn trồng rau. đó.